À, xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái hình chữ nhật sử dụng cái lệnh rectangle trong cái SolidWorks. Đây, các bạn mở SolidWorks lên, như một cái bàn vẽ mới. Các bạn vô cái thằng tool right hoặc là template này, vô cái path nè nha, open nó lên. Rồi đó, bây giờ tôi sẽ ứng dụng cái lệnh vẽ hình chủ nhật để vẽ các cái hình này cho các bạn xem. Đây, tôi vẽ cái hình này, hình số 1 nè. Tôi sẽ dùng công cụ Snipping Tool, tôi chụp màn hình cái này qua để tôi vẽ cho các bạn xem nha, cho dễ. Đây, tôi bỏ vô đây, tôi gọi Snipping đó, bấm vô đây. Đây, nó lên công cụ này, là công cụ chụp màn hình mặc định của Windows. Bấm vô New nè, nó tôi chụp cái dùng này. Rồi tôi qua SolidWorks này, tôi Ctrl V, tôi dán vào. Đó. Để Ctrl, để con lăn kéo xuống. Đây. Rồi bây giờ tôi sẽ vô Sketch nè, vô thẻ Sketch, vô Rich Sketch nè. Đó, chọn một cái mặt, mặt front đi. Rồi. Đó. Sau đó tôi kéo này xích xích lại đây, zoom nó lên. Rồi. Đây, cái lệnh vẽ hình chữ nhật nằm đây các bạn. Thì đối với hình lệnh vẽ hình chữ nhật nó có tới 1, 2, 3, 4, 5 cái cách vẽ ha. Tôi sẽ lần lượt hướng dẫn các bạn các cái cách này. Cách đầu tiên là vẽ hình chữ nhật ở hai cái góc chéo nhau. Đây, các bạn lít vô đây. Đó, giờ tôi hiện giờ tôi vẽ đại nha, tôi lít vô tầm nè, kéo ra. Đó, lít đây. Thì các bạn xem nè, bây giờ cái phân tích cái hình của mình theo phương x là 160, chiều cao là 80, chứ là chữ y. Các bạn có thể kéo xuống đây, sau khi các bạn vẽ xong kéo xuống đây. Đây, y nè, y là 80, các bạn nhập vô y 80 nè, x nè, bấm vô nút x nè, tập nhập vô 160 nè. Đó, ok. Ta sẽ vẽ được một cái hình phương x là 160, phương y là 80. Đó, sau đó để vẽ những cái đường giữa này thì các bạn vô lệnh line nè, bấm vô line nè, là đưa vô ngay trung điểm nè, lít nè, kéo xuống nè, lít nè, thấy chưa? Escape ra, rồi đè phím phải chuột kéo về bên trái nó ra lệnh line nè, đưa vô trung điểm nè, lít nè, kéo qua đây, lít nè, rồi lít nè, từ đây lít nè, từ đây lít vô đây nè, không, từ đây lít vô đây nè, lít vô đây nè, rồi từ đây lít vô đây, lít vô đây luôn, từ đây qua đây đó, rồi từ đây lít lên đây đó, escape ra. Rồi xong, tôi sẽ delete cái này đi đó, tôi finish nè. Bây giờ các bạn qua cái thằng feature nè, qua thẻ feature vô cái add chút nè. Add thì khi vô add chút á, mình sẽ chọn nè, các bạn coi cái hình góc coi. Đây, hình góc đây là add chút những cái giữa này đúng không? Rồi mình quay lại solid nè, add chút nha, chọn cái này, lít lít đưa vô cái dùng kính lít như này, chọn này, lít này, chọn này, tương tự vậy, chọn lít, chọn lít, chọn lít, chọn. Rồi mình tăng này lên, ví dụ cho này là bao nhiêu, 30 đi, ok ha. Tức là bề dày này nè, bề dày này 30, ok. Đó, rồi mình xoay mình xem, lít ra màn hình nè, đó chưa đúng cái hình góc mình chưa, đúng rồi, ok chưa. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ cái hình kế tiếp, hình số 2 này. Đây, tôi cũng chụp màn hình cái hình này qua, tôi dán qua bên Solid cho dễ dễ nha. Đây, vô Snipping Tool nè, vô New nè, quét cái dùng này. Đó. Rồi tôi qua bên SolidWorks nè. Đó, tôi cần chọn V vô. Đây, zoom nhỏ lại đây, tôi kéo qua đây. Đó, tôi ban nó qua đây. Rồi, tôi cũng vô Sketch nè. Vô Sketch. Vô Rich Sketch nè. Tạo một cái Sketch mới. Rồi, bấm vô cái nút mũi tên này. Mình tôi vẽ trên cái mặt phân này luôn nha. Chọn cho mặt phân này. Đó. Các bạn thấy cái nút màu đỏ đỏ nằm đây không? Các bạn cần trên số 8 để quay vuông góc vô. Rồi, tôi ban nó qua đây. Rồi.
tôi sẽ vẽ cái hình này là hình vuông đúng không? Ứng dụng hình vuông, vẽ hình vuông. Đó, thì tôi cũng có thể bấm vô đây, bấm vô như này. Tôi có thể vẽ bằng nhiều cách, dù tôi ứng dụng cách thứ hai đi là tâm của hình chữ nhật, lít vô đây, rồi lít tròn tâm này, lít đại thành điểm nó kéo ra này, đó thấy chưa? Đây là vẽ hình chữ nhật theo tâm, tâm và cái góc chéo, lít đây. Thì các bạn để ý nè, khi mà mình vẽ cái hình chữ nhật á, cái tâm mình không trùng vô góc tọa độ này nè, hai góc tọa độ nằm đây đúng không? Do cái hình đầu nó nằm đây rồi, thì mình nên là ghi kích thước ha, mình nên ghi kích thước hay hơn. Mình đè nè, đè phím phải con chuột đẩy lên phía trên là ra cái lệnh ghi kích thước nè, đó, lít vô đây, kéo xuống, đây là cái chiều dài này là 100, nhập 100 vô, ok, rồi chiều này, lít vô kéo ra, lít 100 nè, ok, rồi, tiếp theo là mình sẽ vẽ cái đường tròn này, ha, mình lít vô lệnh vẽ đường tròn nè. Lít vô đây, lít vô cái tâm nó nè, kéo ra, kéo chạm vô cái đường này, nó tự nó hít vô các bạn đó, tiếp tiến đó, ha, tiếp xúc đó, rồi đường tròn này, rồi đến cái đường hình 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 vuông này, thì mình lại quay lại cái hình tròn hình vuông này, hai tâm nè, ha, trong trường hợp này dùng tâm của hình chủ nhật nè, lít vô, kéo qua đây, các bạn kéo vô ra thấy cái dấu chia bắt điểm giao điểm không? Nó dấu màu vàng vàng bên đây, đưa vô, hoặc các bạn zoom to lên tí, đưa vô nè, các bạn bắt cho chính xác nha, đưa vô nó tự nó hít đó, lít vô rồi, ok, finish nè. Rồi sau đó mình sẽ finish cái này luôn, finish sketch này, mình delete cái này đi. Rồi bây giờ mình sẽ xoay nghi một cái, rồi mình qua cái thẻ feature nè, đó, mình add chút nó lên đó, add chút nè. À, các bạn để ý nha, các bạn bấm vô mũi tên này, mình chọn vô cái sketch 2 này nè, nha, chọn vô cái sketch 2 này, thì sau đó các bạn mới đưa vô cái vùng nào kính này, lít nè, đó, các bạn quay 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 đó, lít nè, lít nè, lít nè, đó, đến vùng này, vùng này á là chưa được nè. Lý do là gì? Các bạn nhìn nè, tôi vẽ cái hình này á, tôi thiếu hai cái đường chéo này, cho nên nó bắt một phát một là nó bắt lên như vậy luôn, thấy chưa? Đây, không, mà của người ta là như là hình cái tam giác này thôi, đó. Thì tôi tạm thời tôi ok đây đi, nha, tôi ok cho nó ra cái hình này, sau đó tôi sẽ vô tôi edit lại, đây, vô đây, tôi edit sketch nha, các bạn bấm vô mũi tên này nha. Đây nè, không, cái hình này nó bấm vô mũi tên này nè, vô cái thằng này, bấm phím phải vô cái sketch á, edit sketch, rồi kênh cho anh số 8, kênh cho số 8 để nó quay nguyên góc. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm hai đường line nữa, line nè, đường line từ vị trí này vào vị trí này, đường line từ vị trí này vào vị trí này, để nó tạo cái vùng kính bốn cái miếng tam giác này, sau đó mình mới finish nó đi. Rồi các bạn xem này, sau đó tôi vô cái thằng bot đây nè, tôi bấm phím phải, tôi vô edit spot, nó lúc này tôi quay nghiêng nó tí đây nè, tôi quay nghiêng nó tí bàn nó lên, lúc này tôi bấm vô cái dùng select contour nè, tôi lít chọn này, lít chọn này, tôi lít chọn này, hiện giờ nó đang chọn mình lít thì nó sẽ bỏ chọn ha, ok. Đó, xong các bạn quay xem coi nó với cái hình góc của mình giống chưa, giống rồi đó, ok. Rồi tiếp tục tôi chỉ thêm một số cái kiểu khác, các bạn vẽ cho tôi một cái sketch mới nè, ở trên mặt phone này luôn, quay vuông góc ha. Các bạn có thể bấm kênh trên số 8 để quay vuông góc này, rồi hoặc là các bạn bấm phím khoảng trắng, bấm khoảng trắng rồi xong các bạn nó hiện lên cái bảng này, các bạn lít vô đây, không, bấm khoảng trắng nè, lít vô, đè control ban nó qua. Rồi trong cái lệnh vẽ hình chữ nhật này nó có nhiều kiểu này, kiểu này là hình chữ nhật đi qua ba điểm, các bạn lít đây, lít chọn cái cạnh điểm thứ nhất nè, lít chọn điểm 2 nè, lít chọn điểm 3, rồi các bạn khai báo các cái chiều dài, ví dụ đây.
Đây tôi khai báo kích thước là đây, đè phím phải của chuột kéo lên, lít vô đây, lít vô cạnh này, đè phím phải kéo lên, lít vô cạnh này, vô đây, kích thước 100, ok, ghi cái kích thước này, này kích thước này tới 80 đi, ok, đó. Đó là cách vẽ hình chữ nhật theo 3 điểm ha, 3 góc đó. Đây, cái cách thứ tư là vẽ hình chữ nhật theo điểm tâm ha, và trung điểm và điểm góc. Đây, thì kéo xích vào đây nè. Điểm tâm của hình chữ nhật nè, đó. Rồi, trung điểm nè, điểm góc. Thấy không? Tức là điểm này nè. Thứ nhất là điểm này, thứ hai là điểm trung điểm của cái cạnh bên hông này nè. Đó. À, điểm góc à, một trong các điểm góc này. Thì ở đây á, nó cho mình nhiều cái cách để mình vẽ thôi. Rồi, cái dạng thứ ba. À, dạng kế tiếp là dạng vẽ hình bình hành. À, đi qua 3 điểm đây. Lít nè. Chọn điểm thứ nhất nè, kéo ra. Điểm thứ hai nè, đó, điểm thứ ba nè. Nếu mà hình chữ nhật á, thì nó ra góc vuông, còn hình bình hành nó ra không phải góc vuông, đó vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Đó. Ok, lâu lại. Ok, lâu lại. Đó. Này, à. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn vẽ các cái hình chữ nhật. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Các bạn nhớ subscribe và like và share cái kênh của mình để đón nhận các cái clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.